Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị, không có hiệu trưởng, hiệu phó để ký học bạ và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 100 học sinh lớp 12. Chuyện lạ có thật tại trường trung học phổ thông Đặng Thái Mai, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đang khiến cho phụ huynh lo lắng, còn học sinh thì hoang mang vì không nộp được hồ sơ tuyển sinh đại học cao đẳng. Trả lời mới nhất của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về vụ việc này sẽ có trong chương trình Việt Nam hôm nay. Và ngoài ra thì Việt Nam hôm nay còn có nhiều nội dung đáng chú ý khác.